Vui được gặp lại cả nhà trong video hôm nay trên kênh của Trúc Phương nha. Hôm nay thì tới cử mình đi thăm cái luồng lợ Phương đặt đó theo mấy thời gian rồi, và cả gia đình cùng đi thăm với Phương và chúc may mắn cho Phương nha. Bây giờ là tới mùa cá rô phi nó về rồi đó cả nhà, về để ăn lúa trên đồng này nè. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Ui cá lóc kìa nhà ơi. Wow. Cái này hai lần rồi đó nha. Hồi chiến trước cũng vô cá lóc nữa. Ui mấy con cô đồng luôn. Chú trời có con cô bự lắm. Cái nhà coi con cô bên đây nó bự cái nè. Ngon quá hả. Thấy nó mọc ngon không? Chuột bánh ngay nhà, còn mình nên dàn dàn theo chủ. Dàn nó không có đi đâu xa, nó ở vòng chỗ mình không. Nó ngồi nó nhìn vô bên bản, mấy con kia lạnh như bên bản mà nó không qua.
đẹp Phương này.
chút đường, một ít làm mồi thôi. Phương được một em cá lóc, cá rô đồng bự không cả nhà, quá trời bự luôn. 2, 4, 6 em cua phi, mấy em cá rô đồng á, 2 em cua, con cua lớn, con cua bé với mớ ốc cả nhà. Hôm nay trúng đậm luôn nha cả nhà, phá chừng cái hao cá luôn. Bây giờ Phương sẽ phép cả nhà dừng video ở đây nha. Cảm ơn cả nhà hôm nay đã dành thời gian đi thăm luồng bảy với Phương. Cả nhà xem đến đây thì cho Phương xin một lượt like và hãy nhấn đăng ký kênh để ủng hộ tinh thần Phương nha. Cảm ơn cả nhà rất nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại vào ngày mai. See you again.